Sóng lạnh đầu mùa đã đi xuống Bắc Bộ và gây mưa nhiều nơi ở khu vực này suốt từ đêm qua đến giờ. Trong đó, vùng núi và trung du của Bắc Bộ đã có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận trong 7 tiếng tại Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái đều trên cả 100 mm, thậm chí có điểm có gần 200 mm. Do mưa lớn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo về sạt lở và lũ quét. Trong sáng nay, thì vùng có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn đồi dốc sẽ thuộc các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn ở Yên Bái, huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hà Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang tại Tuyên Quang. Vâng, thế còn ở phía Nam thì chiều và tối hôm qua thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra mưa lớn diện rộng. Mưa kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ đúng vào giờ tan tầm cũng đã gây ngập úng một số tuyến đường trũng thấp ở các quận như là Bình Tân, Tân Phú hay là quận 11 và gây khó khăn cho giao thông đi lại. Dự báo là trong chiều ngày hôm nay thì nguy cơ ngập úng vẫn có khả năng tái diễn khi mà mưa lớn sẽ vẫn xảy ra khu vực này ạ. Vâng, chỉ được tiếp tục thông tin về cơn bão số 4. Và sáng sớm nay, tâm của bão số 4 cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 190 km về phía đông nam, cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16. Dự báo trong 3 ngày tới thì bão số 4 sẽ đi chậm theo hướng Tây rồi đổi sang Tây Tây Nam và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới trên biển sẽ là phía bắc vĩ tuyến 19 độ Bắc, từ kinh tuyến 112,5 đến kinh tuyến 118 độ Đông.